Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide. Thì hôm nay em có về cặp đôi FC có thể nói là mức giá rẻ nhất thế giới. Các bác không nghe nhầm đâu. Thực ra cái cặp đôi này thì em có một cái anh khách quen thì anh có mua để tặng cho đối tác, nhưng mà không may là đối tác người ta không có nhận. Thế nên là anh ấy thì anh cũng không đeo FC bao giờ cả. Thực ra anh đeo những cái dòng đắt đỏ hơn. Đấy, cho nên là anh nhờ là thanh lý luôn cho anh. Và mức giá hôm nay thì thật sự các bác là cực kỳ tốt. Bởi vì trước đây em bán cái giá nó đã rất tốt rồi, cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà hôm nay thanh lý thì giá nó lại còn tốt hơn nữa. Mà hàng vẫn là hàng mới 100% full box các bác nhá. Thực ra thì cái hộp FC nó hơi to cho nên là thôi em xin phép để một hộp thôi. Còn một hộp thì con này thì nó sẽ là sử dụng cái hộp cơ bản. Con này cái hộp nó hơi đặc biệt hơn một tí thì em sử dụng cái hộp này thôi. Chứ còn đều là hàng mới 100% full box chưa qua sử dụng. Con này thì trước đây thì em bán cho anh là 21 triệu 500. Một mức giá rất là mềm mại nhá. Còn hôm nay thì thanh lý với các bác chỉ có mức giá là 20 triệu. Các bác nhớ rõ cho em là chưa hề đeo, chưa qua sử dụng, mới 100% full box. Chẳng qua là anh muốn bán thôi. Cái mức giá thì nó đã rất tốt rồi. Đấy, con này thì là một chiếc FC Zatam mẫu rất mới của Ferric Compton, thậm chí là hãng còn chưa có phân phối cái phiên bản này ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà sách tay đã có rồi các bác nhá. Yên tâm chưa ạ? Mức giá thì vẫn đảm bảo với các bác là một mức giá cực kỳ rẻ, không thể nào mà chê vào đâu được. Còn đây là một chiếc FC Index mặt màu xanh light blue, xanh đen. Con này thì trước em bán cho anh là 17 triệu 500 và hôm nay thì anh thanh lý thì thôi, nhanh, gọn 13 triệu 500. Giá rẻ chứ các bác. Nói thật với các bác 13 triệu 500 nó còn giá nó chỉ tương đương với là hàng qua sử dụng thôi. Rồi, thì nói trước về con này các bác nhé. Đây là một con rất đẹp. Tuy nhiên đây là một chiếc đồng hồ với size 42. Nó sẽ phù hợp với những anh em cổ tay lớn. Con này thì nó sẽ có mã hiệu là FC gạch 350NT4H6B. Đây, một chiếc rất mới của nhà FC. Sử dụng form thân vỏ cũng như kết cấu thiết kế mới hoàn toàn. Nói chung là nó rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ sport văn phòng, tức là mạnh mẽ nhưng mà lại phù hợp với anh em dân văn phòng công sở. Với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên đó là cũng đầm tay ra phết đấy các bác, cực kỳ đầm tay đấy. Dây H-Link, một trong những bộ dây nổi tiếng của thế giới đồng hồ. Dây H-Link thì chúng ta sẽ có những cái mắt số này, nó sẽ là có kết cấu hình chữ H và bên trong sẽ có một cái mắt đệm. Về khóa của chiếc FC này thì chúng ta sẽ có một chiếc khóa cánh bướm nhưng mà thiết kế rất là điệu các bác nhé. Khi mà gập lại các bác để ý này, cái phần logo FC này nó sẽ khít vào đây và nó sẽ tạo thành một cái liền khối rất là gọn gàng và không có điểm hở. Đó là một cái ưu điểm rất lớn nhé. Thiết kế của khóa FC của FC thì khẳng định với các bác là một trong những khóa đẹp nhất trong cái tầm phân khúc giá này. Nó đẹp, nó gọn gàng, không có kẻ hở luôn. Đó. Thiết kế của con Zatam này thì các bác cũng sẽ thấy là nó đẹp, nó bóng bẩy, nó nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ mạnh mẽ với những cái điểm mắt hay là điểm càng được đánh xước. Núm sẽ có logo của FC, hông được đánh bóng. Kích thước size con này thì thực ra em đo rồi, em nhớ các bác nhé, không cần phải đo lại nữa. Con này là kích thước size là 42, giày của nó rơi vào tầm khoảng 12, giày của nó rơi vào tầm khoảng 12 mm nhé. Đấy, kích thước size là 42 mm và lắc to lắc của nó rơi vào tầm 49.9. Cho nên là với cái kích thước size này thì nó sẽ không phù hợp với những anh em cổ tay nhỏ. Đây này các bác nhìn này, cổ tay em 15.7 đeo nó nuốt chửng luôn. Đấy, cho nên các bác chú ý nhé, cái con này thì nó sẽ phù hợp với những anh em cổ tay mà nó to. Đây, cổ tay tầm khoảng 17 cm nhé. Đổ lên là anh em có thể đeo vừa và đeo rất đẹp. Thiết kế bọn này thì nó đẹp, bóng bẩy, trông hầm hố, mạnh mẽ có. Kính sapphire phủ chống lóa, thiết kế theo kiểu dạng cuvette, tức là nó sẽ làm hơi cong một tí. Cọc kim khỏe khoắn, cọc kim con này thì cọc con này thì khá là giống với cọc kim của dòng FC Index. Nhưng mà mặt số thì nó thiết kế trông điệu đà hơn rất nhiều với những vân guliche, cloud Paris. Đấy. Con này thì có trang bị dạ quang. Nói chung là dòng dạ quang của FC thì em đánh giá cũng khá là ổn. Ánh sáng tốt, thời gian chữ sáng thì cũng khá ngon. Ví dụ là hàng ngày thì bác tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì về đêm con này nó cũng sáng được đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 2 tiếng. Thế thôi các bác nhá. Chứ nhiều bác bảo là tại sao mà dạ quang mà chỉ có 2-3 tiếng là đã tắt rồi. 2-3 tiếng là nhiều rồi đấy các bác. Bình thường nó chỉ có tiếng hơn tiếng thôi. Với những dòng mà ví dụ như là Luminova hay là Super Luminova, nó chỉ tầm tiếng hơn tiếng thôi, mà tầm hơn 2 tiếng là nhiều rồi.
chứ không phải là dạ quang nó sáng cả đêm đâu các bác, không có. Ngày xưa có, ngày xưa em khẳng định với các bác là có những dòng dạ quang nó sáng được cả đêm. Nhưng mà sau này thì nó đã bị cấm dùng bởi vì trong cái hợp chất của nó có cái hợp chất phóng xạ. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe người đeo cho nên là người ta không cho phép sử dụng làm dạ quang nữa. Cho nên sau này chỉ có những cái dạ quang cơ bản như là Luminova, Superluminova, những cái dạ quang mà nó an toàn với sức khỏe người đeo thôi. Và cái mức độ sáng của nó cũng vừa phải, và cái thời lượng sáng nó chỉ quanh quẩn 2 tiếng lộn về thôi, các bác nhớ nhá. Rồi, dạ quang bọn này thì cũng khá là ok, màu xanh lá đấy. Rồi toàn bộ cọc kim các bác nhá. Đấy. Con này thiết kế như một cái la bàn luôn, các bác nhìn thấy không? Hai chia màu này. Đấy, trên thì cái phần vành trên thì nó sẽ có màu xanh đen, vành dưới thì có màu trắng thép. Đây là kim GMT, là kim đầu đầu đỏ đấy, các bác chú ý nhá, kim đầu đỏ này. Đấy. Rất nhiều bác vẫn chưa biết sử dụng GMT thì em hướng dẫn luôn này, rất đơn giản thôi. Đây các bác kéo ra cho em hai nấc này. Bắt đầu bác xoay. Đây. Các bác xoay nhé, các bác để ý nhé, kim GMT và kim giờ này nó đều cùng xoay đúng không? Ví dụ như là bây giờ các bác chỉnh đến đây, đây đây các bác xoay kim giờ qua số 12 để các bác xác định sáng tối đấy nè. Đây, kim giờ qua số 12 mà lịch ngày nó không nhảy thì tức là đây là 12 giờ trưa. Ví dụ như bây giờ hiện tại là 2 giờ chiều. Đây là một một múi giờ là 2 giờ chiều các bác nhé. Một múi giờ hiện tại cũng là 2 giờ chiều. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta muốn xem hai múi giờ cùng một lúc, các bác đóng lại cho em, kéo ra cho em một nấc. Đây. Đấy, các bác xoay ngược chỉ xoay xoay ngược chỉ kim đồng hồ. Đây. Xoay ngược chỉ kim đồng hồ nhá. Đây các bác muốn chỉnh đến 5 giờ chiều chẳng hạn. Đây. Thì có phải là một múi giờ là 5 giờ chiều, một múi giờ là 2 giờ chiều không? Đấy, các bác có thể xem cùng một lúc hai múi giờ song song luôn. Nhất là bác nào hay làm việc với đối tác nước ngoài hoặc là hay đi công tác thì sử dụng cái tính năng này rất là nhiều này. Còn nếu các bác xoay ngược chỉ kim đồng hồ thì chỉnh ngày. Con này nó có một cái điểm thú vị là nó chỉnh luộc lịch ngày trực tiếp luôn. Còn rất nhiều chiếc GMT thì nó sẽ không chỉnh được trực tiếp đâu, các bác chú ý nhé. Đấy, ưu điểm của con này thì kim à, cái nút đã có thể chỉnh trực tiếp lịch ngày rồi. Rồi. Thiết kế đẹp. Con này thì nó sẽ có màu night night blue, không phải là xanh deep blue đâu các bác nhé. Night blue thì nó sẽ là xanh đen và nó sẽ tối hơn một tí, chứ nó không gọi là bóng sáng như là cái màu xanh deep blue. Xanh deep blue khi gặp nắng thì nó lên những chải tia xanh lét luôn. Còn night blue thì trông nó trầm hơn, nó sẽ phù hợp với những anh em mà thích những chiếc đồng hồ mà nó không quá sặc sỡ. Đó là ưu điểm của night blue. Mặt sau thì chúng ta cũng sẽ thấy những thông số cơ bản. Con này thì nó sẽ sử dụng bộ máy được bay trên nền SW200. Chúng ta cũng có 25GW, à sorry các bác, 26GW. Chúng ta có bộ máy con này là FC350 nhé. Dòng da tham này, GMT này, chống nước của nó lên đến 10 ATM. Tức là độ chống nước của con này nó đã lên khá là cao rồi. Thông thường nó chỉ có tầm 30m, 50m thôi, nhưng mà con này nó đã được lên 10 ATM là 100m rồi. Nói chung là đi mưa rửa tay các bác thoải mái đi. Kính Sapphire Sheet Mate Ferric Content. Bộ máy được design lại cũng khá đẹp. Tất nhiên là không quá là hoành tráng lắm, nhưng mà thôi cơ bản như này là đã đẹp hơn T-shirt với lại Seiko rồi đúng không các bác? Rồi, con này thì giao lưu với các bác chỉ có mức giá là 20 triệu. 20 triệu thôi các bác nhé. Giá cũ của nó em bán là 21 triệu 500 là một cái mức giá đã rẻ rồi. Hôm nay giao lưu với các bác chỉ có 20 triệu thôi. Con này thì nó sẽ có tần số dao động là 28.800 VPH, chữ code 40 giờ, automatic có hỗ trợ code tay, dừng kim dây, hacking stop đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Độ sai số cho phép là 10 đến 20 giây một ngày. 10 đến 20 giây một ngày các bác chú ý nhé. Nói chung là một cái độ sai số rất ok đấy. Đấy. Mà giao lưu hôm nay chỉ có 20 triệu. Giá bán thẳng luôn đấy các bác nhé, không mặc cả đâu, bởi vì thực sự với các bác là em cũng cân nhắc bảo cho anh rồi thì mức giá nào nó là hợp lý. Như con này nếu mà bán trên thị trường thì anh em đang bán khoảng tầm 24-25 triệu. Rồi tiếp theo là một con FC cũng rất dễ đeo nữa. Nếu mà nói đến FC cái tầm phân khúc giá 20 triệu đổ xuống thì nó sẽ có cái dòng Classic và dòng Index là hai cái dòng mà bán chạy nhất. Với Classic thì nó sẽ sử dụng cọc la mã và kim mắt ngỗng, còn với dòng Index thì nó sẽ sử dụng cọc vạch và kim khỏe, kim mũi giáo đấy, rất đẹp và khỏe.
Thì con này sử dụng kim mũi giáo này, đẹp lắm. Con này thì em bán 17 triệu 500, nói thật với các bác là rẻ rồi. Anh em bán con này cũng phải tầm khoảng 18, 19. Còn hiện tại con này bán với cho các bác chỉ có mức giá là 13 triệu 500 ngàn. Đấy, các bác cứ kéo lại video 2 tháng trước xem có đúng không. Mới 100% full box các bác nhá. Chẳng qua là cái hộp nó to quá cho nên là thôi em bỏ ra. Con này thì là FC303NN5B6. Con này giá niêm yết tại hãng hiện tại ở Việt Nam mình là 27 triệu, gần 27 triệu. Con này hãng có bán ở thị trường Việt Nam rồi. FC Index thì nó là cái dòng bán chạy nhất, một trong những dòng bán chạy nhất của FC rồi, cho nên là những cái dòng này cơ bản thì hãng đã có hết rồi. Đấy, chẳng qua là các bác muốn tiết kiệm chẳng hạn, thì ví dụ như là hãng bán 27 triệu, em Minh bán có 13 triệu 500 thì các bác cũng cân nhắc nhé. Bởi vì đây cũng là hàng mới 100% full box, bọn em bảo hành 24 tháng đúng theo chính sách của hãng luôn. Thậm chí hãng còn bảo hành con này chỉ có 1 năm thôi, em bảo hành 2 năm. Đó. Và mức giá chỉ bằng một nửa, cho nên là các bác cũng cân nhắc. Với con này thì chúng ta cũng sẽ có một bộ dây màu xanh night blue, xanh đen cũng rất là đẹp này. Da thực ra con này là da cá sấu đấy các bác nhé, da cá sấu nhưng mà nó lột cái lớp ở ngoài đi, nó không kiểu phủ bóng ở ngoài cho nên trông nó bụi bặm như là da bò vậy. Đấy, nhưng mà con này là da cá sấu này, đấy rất là đẹp. Bên trong thì có một lớp da bò rất mềm, logo của FC này, dây 20 này, 2018 này. Đấy, khóa con này là khóa cài thôi. Ừ, FC hay làm khóa cài lắm. Với con FC Index này chúng ta cũng sẽ thấy một cái thiết kế trông có cái nét gì đấy vừa sang vừa mạnh mẽ, với toàn bộ thân vỏ được đánh bóng, còn phần càng thì trông khá là giống với Longines Master hay là dòng Saco Preset. Đây là một phần càng rất hay được sử dụng cho những chiếc dress watch. Tuy nhiên cặp kim thì nó lại tôn lên cái sự gì đấy mạnh mẽ của chiếc đồng hồ. Núm cũng vậy. Chúng ta có logo của FC này. Với FC Index thì nó lại rất là dễ đeo, nó cực kỳ dễ đeo luôn. Kích thước size con này là 40, dày 10, mỏng nha các bác nha, rất mỏng đấy. Phần viền nó còn mỏng hơn cơ, phần viền nó chỉ còn 9.6 thôi, bởi vì kính con này là kính cuvette, kính cong. Lắc tu lắc thì nó rơi vào tầm khoảng 4 46 thôi, 45 hơn 46 thôi. Thì với size 40 thì lắc tu lắc 46 thì con này tay nào chả đeo đẹp được các bác đúng không? Cổ tay 15.7 đeo đã đẹp rồi. Thậm chí các bác cổ tay 18, 19 đeo còn đẹp cơ mà. Đấy. Cái này dễ đeo, dress watch mà size 40 đúng là size chuẩn của người Việt Nam rồi. Trừ khi các bác có cổ tay quá nhỏ, dưới 15 hoặc là quá to, trên 19 thôi. Chứ còn size 40 thì gần như là đại đa số cổ tay anh em Việt Nam đeo được hết. Con này thì mặt số của nó cũng là mặt màu xanh night blue, một cái màu sắc mà nhà FC rất là ưa thích. Cái màu sắc này thì nó sẽ không quá là sặc sỡ, cho nên nó sẽ phù hợp với những bác nào mà thích đeo những chiếc đồng hồ mà không quá là thu hút ánh nhìn. Đấy, tức là kiểu như là dạng là anh đây đeo một con đồng hồ có thương hiệu đấy, nhưng mà nếu các bác hiểu về đồng hồ thì các bác mới biết giá trị con đồng hồ này là bao nhiêu, chứ còn anh cũng không khoe con đồng hồ của anh là như thế nào cả. Nó sẽ phù hợp với bác nào thích những chiếc đồng hồ mà trầm trầm, không quá là nổi bật. Rồi, dạ quang này rất sáng đấy. Rồi mặt số đẹp này, Ferric Compton Geneva Automatic Sheetmate, sản xuất lắp ráp tại Thụy Sĩ. Thiết kế con này thì cũng khá là đơn giản thôi, ba kim một lịch cơ bản. Đấy, đáy có index thì thường là đáy kín các bác nhé. Ngày xưa index có một con đáy hở đấy, nhưng mà lâu rồi cũng không còn. Ferric Compton Classic 5 ATM chống nước, kính sapphire. Rồi FC303, con này máy 303 cũng bay trên SW200 Sheetmate. Chúng ta có Ferric Compton Geneva và serial number của đồng hồ. Về máy con này thì cũng là tần số 28.800, chữ code 40 giờ, automatic có hỗ trợ có tay dừng kim giây, hay kick stop đầy đủ. Sai số cho phép con này thì 10 đến 20 giây một ngày các bác chú ý nhé. Nhưng mà sai số thực tế thì nó cũng quanh quẩn tầm trên dưới 10 giây thôi, nói chung là cũng rất là ok. Và mức giá con FC Index này thì giao lưu với các bác chỉ có 13 triệu 500 ngàn thôi, mức giá rất là rẻ. Các bác đừng mà cả nhé, nói thật với các bác là cái mức giá đấy là mức giá mà bán luôn rồi đấy. Chứ các bác cứ hỏi vào là bảo bên kia bớt thêm thì em không bớt đâu. Bởi vì nói thật với các bác là cũng bán thì anh cũng nhiệt tình là muốn bán rồi, cho nên cái mức giá anh để là đã tốt rồi. Thì có hai con này thôi các bác nhé. Rồi, 20 triệu, 13 triệu 500. Đảm bảo với các bác đây là một trong những mức giá tốt nhất thế giới luôn, chứ không phải là ở Việt Nam nữa.
Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện làm fake. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới bên tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên đối với những sản phẩm Mito Watch bán ra thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Các bác nhé. Xin chào các bác.